Rồi, chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha mọi người. Hôm nay thì mình đã nhờ thôi mọi người. Mình thiết kế lại cái thảm vải khuyên của mình mọi người. Mình chỉnh sửa lại một tí nha mọi người. Với lại mình làm cái khung cho nó dễ tiện sách đi. Với lại mình phát hiện ra một điều là nó rất là hay nha mọi người nha. Mình làm cái khung xong rồi nó sẽ cố định những cái thảm của mình là nó rất là đẹp nha mọi người nha. Làm dễ luôn nữa. Đây. Đây anh em, mình mới chế tới đây anh em. Đó, cái khung của mình là nó chiều về nó là 41 anh em nha. Đó, thấy chưa, 41cm nè. Đó, nó cao thì 10 phân anh em nha, hơn 10 phân tới nha anh em. Mình mới lượm được cái miếng gỗ này đây anh em. Mình chế thì mấy cây này. Đây, nó như thế này là mới đúng nè. Đây anh em, một nè, hai nè, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm cây anh em nghe, 15 cây không. Với lại mình lồn theo con vít heo bay nha anh em nè, ha, đó, cái đây này, đó, cái xét này thì chiều cô này là chắc cô quá rồi anh em nghe. Anh em mua mà có lùm 2 thì chỉ mình lùm là 3 phân anh em ơi. Là mình đáng cho tới đây là ca này cả tầm 4 phân đó anh em nghe. Chắc mình nghĩ là ăn cô quá anh em. Hôm nay là đựng được nhiều thằng đây anh em nghe. Đó, thì mình khoan lỗ mình bỏ xét vào anh em nghe. Thế này thì rẻ thôi anh em. Rồi, bây giờ thì mình tiếp tục là mình nhỏ keo anh em nghe. Mình nhỏ keo hồi nãy vậy rồi. Đây, thì cái cách mình lùm cho anh em xem luôn. Nhỏ keo vô mấy cái cây này đây. Đó, thấy không? Khoan cho nào mình nhỏ keo nghe anh em. Đó, bọn mua mà có cách mua hai hơn thì chỉ mình với nghe. Thấy chưa? Rồi, cái này là đắt nghe anh em. Để đắt lên. Đó, mình thì mình lùi như vậy đó nè, cho nó chẹt anh em nè. Đó, thấy chưa. Rồi, bắt đầu là mình sẽ vũa anh em nha. Mình vũa cái đất này đi. Mình lồn kìa. Nãy thấy chừng rồi đó anh em. Nói chung là cài này hơi bị cô rồi anh em. Cao quá. Đây là không biết mình đựng được mấy thằng. Đây, để mình vũa hết rồi. Đây anh em, mình mới lồn ra 5 chiếc anh em nè, thấy chưa. Đó, lần nào là mình bỏ vô anh em nghe. Sẽ bỏ từng chiếc một. Đây. Đó, nó sẽ như thế này anh em nghe. Đây dưới này. Cái này là trên ở dưới này. Cái này là ngùa này. Đó, thằng mình là như thế này đây anh em nghe. Đó, anh em thấy không? Đó, thử bỏ vô thêm thì nó như thế nào. Đó, cái này là phải qua đây. Đây là qua cái này, đó. Cái này phải qua cái này. Rồi, một chú nè. Đó, quay vậy tuyệt vời cái này ngay. Đấy cũng được đó. Rồi tiếp tục anh em nghe. Mình sẽ bỏ một chiều thôi anh em. Đó, này vô đây. Qua đó, vô đó. Qua đây, vô đây. Vô đây. Vô đó. Đó,
đó. Hy vọng là cái cách này nó sẽ bổ quản được cái thằng của mình nha anh em ơi. Đó, hay chưa? Rồi, khe chiếc anh em ơi. À, thấy chưa? Rồi, ok, 5 chiếc nha anh em. Thấy chưa? 5 chiếc là nó lên được như thế này đó anh em. À, chắc mình phải bấm bớt hay là mình để y là mình thộng thêm 5 chiếc nữa hay. Không biết đòn nữa đây. Đó, anh em thấy không? Nó như thế này nha anh em. À, chỗ này nó hơi ái này nè, nhưng mà không xô. Tại vì mình lùm cái thàm này thì nó vậy thôi. Đó, thấy chưa? À, rồi. Đây là cái sợi dây sâu xe đột đây anh em. Rút xe đột đây, mình cắt rồi. Đó, mình sẽ góp ngon qua đây anh em nghe. Cho nó xịp mấy cái thằng xuống cho nó cố định anh em ơi. Đó, mình rị vừa phải thôi anh em nè, thấy không? Đó. Như thế này đây mà không biết ra chi không. Rồi, mình sẽ sửa cái lệ xe. À, cũng không cần sửa cái môn em. Thấy là như ri là nó cũng đều rồi anh em nè. Như thế này là anh em dỡ ra anh em quánh là ok rồi anh em nghe. Đó, thấy chưa? Đây. Đo luôn lực. Cái chiều về của cái chiếc thang này là đây anh em mình lùng có 30 tốn anh em nghe. 30 tốn này, chưa được 40 nè. À, 30 tốn là để mình lùng được 10 cái thang nha anh em. 1 4 5 6 7 8 9 10 cái thang này. Thấy không? Mang rất là dễ luôn anh em. Đây, chiều cô của nó là 6 anh em nghe. Đó, à, thấy chưa? Qua đây là boa này anh em nè. Thấy chưa? À, cái đinh này có hơi về không là mình bấm bớt anh em nè, hoặc là mình có thể bỏ xong thêm thằng vô. Đó. À, chắc lẽ như thế này là cố định rồi anh em nghe. Ok nha anh em. Rồi anh em, sau khi mình máy xong thì mình khoan thêm hơi cái can này nữa anh em. Thì cái hơi can này là để mình mát lên xe thôi anh em nghe. Cái này thì mình khoan thêm một cây nữa là 16 cây anh em này. Đó, mình két cái độ này lại anh em. Két cái độ, két cái chiều côn nó đi. Két cái chiều côn thì tầm cỡ một gần hơi phân nghe anh em nghe. Đó, thấy chưa? Mình lùm thì như vậy đó anh em. Đó, mình cọc cái này cho nó chét luôn anh em này. Đó. Đây, cái thằng này thì mình mới lùm anh em này. Ha, thấy cái thằng mới lùm không? Đây, để ra cho anh em thấy. Nó sẽ xuyên như thế này đây anh em. Xuyên qua xuyên lệ với cái số thì mình sẽ chỉnh anh em nghe, chỉnh cho nó thẳng anh em nghe. Đó. Mới thiết kế thêm một cái nữa đây. Chỉnh lệ cho mấy cái này nó thẳng. Đó. Thẳng như thế này rồi anh em ướm vào này. Thấy chưa? Anh em ướm vào cái công của mình này anh em nghe. Đây. Ướm vào đây. Đó. Nó sẽ lệch anh em nghe. Nó sẽ lệch lọt đó. Đó anh em thấy không? Là mình bỏ đây qua đây. Rồi cái này nó xo quá anh em nè. Mình phải xích lại đây nè anh em nè. Thấy không? Mình thì mình cọc. Cọc vô sau là mình sửa là nó rất là ok nha anh em nghe. Đó. Xích lại. Đó. Xích lại cho nó đều anh em nghe. Thấy không? Đó. Quan trọng là như vậy đó anh em. Anh em cứ cọc thoải mái đi rồi anh em xích lại. Tại vì cái này mình không nhỏ keo anh em này. Anh em khóa sao nó cho nó chẹt thôi chứ. Không bao giờ tục đâu anh em nghe. Mình thì mình đánh nhiều lần rồi. Cái dính hành hạch nó cũng không có tục đâu anh em. Đó, thấy chưa? Xích lại như vậy cho nó tròn anh em. Đó. Đó, có cái khung đi là y như là nó đưa vô là mình dễ xử lý luôn anh em, mình chỉnh là cái muỗng thẻ như cái nái anh em nghe. Đó. Cái này mà mình để một đêm tới sáng là mình ròn cái dao qua để một đêm tới sáng là nó tròn rất là đều luôn anh em. Đó. Đó, thấy chưa? Cái này mình khoan cái can này nữa là cho nó mát luôn với cái này anh em mới được anh em. Chứ còn nó thiếu một can thì nó không sẽ không mát được anh em nghe. Đó, rồi, anh em thấy ok ha.
Đó, nó như thế này đây anh em, rất là tròn đều luôn anh em nghe. Khi mà anh em dỡ ra anh em đánh là anh em sẽ thấy. Đây, để mình đưa cái thòng mình nói cho anh em xem này. Đây anh em, cái thòng mình ướm lao là nó sẽ được như thế này đây anh em nghe. Đây, mình sẽ mở ra cho anh em xem. Đó. Thấy chưa? Thòng mình ướm vô là mình để rồi sụt đó. Nó sẽ được như thế này đây anh em. Tương đối là thẳng đó anh em nghe. Khi anh em cáo đèn cay là rất là ok đó anh em nghe. Đó. Mấy cái này thì nó xuyên qua là mình sẽ sửa này, tại vì mình không nhỏ keo này, đó thấy chưa? Mình chỉnh lại một tí sơ sơ là nó sẽ đều luôn anh em nghe. Đó, thấy chưa? Ha. Rất là đều anh em nghe. Đây, dỡ cái tiếp cái nữa này. Đây. Đó, thấy chưa? Thấy chưa anh em? Đó. Hơi lệch một tí thôi. Nhưng mà có một cái nào nó lệch thì anh em đánh đèn cay để anh em có thể là chỉnh sơ lại anh em, là nó sẽ đứng cái thàm của mình. Đó. Đó, mình chỉnh qua chỉnh lại được nè, thấy không? Trong do mình ròn với sâu á anh em. Đó, thấy không? Rất là tương đối là nó thẳng và nó đều, nó đẹp. Đó, quan trọng là như thế thôi anh em. Đánh lại là nhất định sẽ dính anh em nghe. Đó, mình đừng có không đi ra là không bổ vệ cái thàm của mình nè anh em nè. Anh em thấy không? Đó, quay mình chưa đo cái này, cái từ đây qua đây nữa nè, cho anh em xem nè. Đây anh em, từ một cây như thế này khoảng cách là tầm là 3 cm rưỡi anh em nghe. Anh em thấy không? Hay cái cây sét á, cách nhau là 3 cm rưỡi anh em nghe. Đó, anh em chưa từ cái không đi vô thì anh em tầm cả nửa cm thôi anh em nghe. Thấy chưa? Đó, cây này nè. Cái này nè, xuống tới đài là tầm có được cái cm ha. Chiều cô này thì là hơi cm rưỡi anh em nghe. Hơi phải 5 cm nè, thấy chưa? Từ cái cây này mà lấy cây này á là hơi cm. Cây này mấy rưỡi nè. Đó, có khoảng cách gì đó. Đó anh em lùm một cái đường thẳng vừa đi qua anh em nghe. Đó. Lùm đường thẳng về qua đây là nó sẽ rất là ok anh em nghe. Đó, anh em nồi mà nâu nữa thì anh em sang cái anh em rịch lại, anh em chỉnh sửa, rồi anh em lấy cái máy sái, anh em sái sơ lại. Đó, nếu mà nâu sái sơ lại thì nó vẫn ok thôi anh em. Thì mình nghĩ là như vậy thôi, nhưng mà mình thì mình không cần. Mình không cần phải sái anh em. Đó, mình chỉ để như vậy là qua tới xóm là mình đánh lại được anh em. Qua một ngày là nó rất là đẹp. À, thấy chưa? Như vậy thôi. Nó, cái dây sâu này nó ép xuống anh em này, nó ép những cái thàm này xuống này. Thì nó sẽ nó làm cho cái thàm mình nó tròn đây anh em. Anh em mua kỹ ra lấy máy sái là cũng được, rất là ok đó anh em nghe. Đó, anh em sái sờ cái cước nó cho nó thẳng. Đó. Thì cái cách luồn của mình nó nhanh là như vậy thôi anh em. Chỉ là mình làm cái khung. Không sao là mình làm cái thàm này mình cột xong. Mình ướm vào là mình sửa lại mấy cái này cho nó tròn vô đây là ok. Anh em chủ yếu là được cái khung này nè anh em này. Thấy chưa? Cái khung này cho nó ok là ok anh em. Rồi, mình sẽ cắm thử một cành này cho anh em thấy nha anh em. Đây. Cái này thì mình phải mất nhọn anh em nghe. Đó, thấy chưa? Đó, mất nhọn theo cái đào này cho nó dễ anh em nghe. Tại vì cái này là mình cám lên cái cành nhỏ thôi anh em nè. Cho nên là đó, anh em thấy chưa? Lấy cây bố xuống, đó, thấy chưa? Đó. Mình sẽ cám vô đây. Đó. Kim lại dính liền ha. Đó. Thì nó sẽ thẳng như thế này đây anh em nghe. Đó, thấy chưa? Thì mình đặt như thế này đây anh em. Đây. Đó. Cái này cũng hơi ái rồi anh em. Mình đặt hơn cô hơn một tí anh em nghe. Đó, cái như thế này đây. Đó, kim là dính liền. Đó. Thấy chưa? Chỉnh sửa lại một tí cho mấy này anh em này. Là nó sẽ đều hết anh em nghe.
Đó, nó sẽ toàn hình nha anh em nghe. Đó, anh em thấy không? Thì cái này nó cũng quan trọng là mình lùm cái khung sang, là mình lùm là nó rất là đều anh em nghe. Đó, cái thằng mình cắm là như thế này là rất là ok nha anh em nghe. Đó. Rồi. Rồi anh em, mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh em. Cái gì anh em không biết thì cái comment phía dưới cho mình. Đó. Thì cái thằng này muốn lùm chi tiết thì mình đã hướng dẫn cái video trước rồi anh em nè. Ok anh em nha. À, thì mình lùm cái khung này là nó sẽ tiện lợi hơn cho những cái việc bỏ thằng vào, và nó sẽ bền hơn, dễ lùm, dễ đánh, rất là tiện lợi. Rồi, hy vọng cái video này sẽ mang ý nghĩa cho anh em để anh em lùm thằng cho nó nhanh. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video mới. Ok, chào tạm biệt mọi người nha.